chào cả nhà mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn một video về nhạc lý. Mình tập thực hành nhiều rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua phần nhạc lý chút xíu cho các bạn nắm, để sau này các bạn nhìn vô một bản nhạc các bạn biết đánh như thế nào cho đúng. Trước tiên là chúng ta phải thuộc vị trí các nốt ba hàng đầu. Mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol. Đó, đánh lên xuống cho nó nhường nhuyễn các nốt vào, mình thuộc lòng luôn, mình biết bấm nốt nào là nốt đồ. Bấm vô chỗ nào là biết nốt đồ, nốt đó liền. Ví dụ bấm vào đây đồ, biết đồ là bấm vào đây là biết là si này. Đó, nó la này, si do này, re này. Có nghĩa mình bắt buộc mà thuộc cho nhuần nhuyễn thành thạo vị trí cái nốt trên cây đàn. Rồi sau đó mình muốn đánh được một bản nhạc thì mình phải thuộc hình dáng các nốt nhạc trên cái khuôn nhạc đó, trên cái bản nhạc đó. Thì cái bản nhạc đó thì nó có cấu tạo và cái hình dáng nốt nhạc như thế nào thì chúng ta sẽ vô chi tiết luôn nha. Ví dụ đây các bạn coi. Bạn xem đây. Đây là cái khuôn nhạc. Khuôn nhạc này thì nó có 5 đường kẻ. Đường kẻ thứ nhất từ dưới tính lên nha các bạn. 1 2 3 4 5. Và trong 5 đường kẻ này nó có 4 khe. Đây là khe nè. Vì có 4 khe ha, khoảng cách giữa hai đường kẻ tính là 1 khe. Đấy. Đây là khuôn nhạc, nó gồm có 5 đường kẻ và 4 khe. Như vậy thì chúng ta có các nốt nó nằm trên cái đường kẻ và khe như thế nào. Thì trước tiên thì các bạn sẽ học thuộc lòng cho mình 7 nốt nhạc. Đô, rơi, mi, fa, sol, la, si. 7 nốt nhạc. Thứ nhất là đô, tiếp theo là rơi, mi, fa, sol, la, si. 7 nốt nhạc. Cứ lặp lại 7 nốt nhạc như vậy thôi ha. Hết tới nó si lặp lại nó đô, có nghĩa là mình phải thuộc lòng đô rê mi fa sol la si đô la si, rồi ngược lại ha, si la sol fa mi rê đô, đọc thuộc lòng 7 nốt nhạc đó, tại nó có chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi thì mình sẽ tiếp tục hình dáng của nốt nhạc đó, nó nằm trên cái khuôn nhạc đó như thế nào để biết được cái nốt nó nhìn vô bài hát đó mình đánh được ha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nha. Và đây cái khuôn nhạc mình nè. Khuôn nhạc này nó có, trước mắt là chúng ta có 5 đường kẻ. Những nốt nằm trên 5 đường kẻ đó mình phải thuộc. Đó mình đã thuộc. Ví dụ các bạn nhìn vô đây. Đường kẻ thứ nhất là nằm chính dưới đường kẻ thứ nhất là nốt mi. Nốt mi. Còn ở đây là cái khó son ha. Nốt mi. Nằm chính dưới đường kẻ thứ hai là nốt son. Nằm chính dưới đường kẻ thứ ba là nốt si. Và nằm chính dưới đường kẻ thứ tư là nốt rơi. Nằm chính dưới đường kẻ thứ năm là nốt pha. Chúng ta có 5 đường kẻ đó từ dưới tính lên. Đây 5 đường kẻ đây là 5 nốt, các bạn phải thuộc lòng luôn, phải thuộc để nhìn vô biết. 5 đường kẻ nốt rơi nằm ở đâu, 5 đường kẻ thứ tư là nốt rơi. Rồi tiếp tục chúng ta có 4 khe, hồi nãy mình đã giới thiệu các bạn biết là 5 đường kẻ 4 khe rồi, thì vị trí 5 đường kẻ là 5 nốt mi son si re pha. 5 đường kẻ nhớ nha các bạn, nhớ. Rồi 4 khe là khe thứ nhất là từ dưới tính lên luôn, cũng là từ dưới tính lên nha các bạn. Khe thứ nhất là pha, khe thứ hai là la, khe thứ ba là đô và khe thứ bốn là mi. Như vậy chúng ta cũng có 4 khe là 4 nốt. Làm sao được phân biệt được nốt mi đây và nốt mi đây? Đó là điều quan trọng nhất các bạn mới học. Thì các bạn sẽ dễ không phân biệt được, sẽ dễ lầm lẫn và không khó hiểu phần này. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo nha. Như vậy thì các bạn muốn thuộc vị trí cái nốt nhìn vô biết đánh được liền, các bạn có muốn tập chép nhận thế này nè, các bạn sẽ về nhà các bạn viết ra, các bạn viết ra là 5 đường kẻ và 4 khe, để muốn tập chép nhận các bạn viết ra, ví dụ là viết một trang hai trang làm mình thuộc thôi, cứ viết cắm cuối là viết 5 đường kẻ, rồi dòng 1 là mi, dòng 2 là son, dòng 3 là si, dòng 4 là rê, dòng 5 là pha, viết cho thuộc 1-2-3 trang nó cho thuộc rồi mình, rồi sau đó là mình viết tiếp 4 khe, viết để cho chủ yếu thôi, mình nhớ cho mình thôi. Chủ yếu là nhớ để nhìn vô bài hát mình biết đó là khe thứ tư là nốt gì, khe thứ ba là nốt gì, khe thứ hai là nốt gì, khe thứ nhất là nốt gì. Đấy, chủ yếu là như vậy thôi.
viết cho muốn tập chép nhạc để viết nhiều lên sẽ cảm được, nhìn vô là mình sẽ đánh được liền, nhanh là phản xạ nhanh liền. Rồi ngồi vị trí năm đường kẹp bốn khe này nó có các nốt khác, ví dụ các nốt là nằm ra khỏi năm đường kẹp đó là thấp hơn năm đường kẹp, là dưới thấp là những nốt thấp, và nốt trên cao nốt bổng đó là nó ra khỏi trên năm đường kẹp luôn, phía trên. Còn bây giờ mình nó thấp thì có nốt những nốt tây, ví dụ đại bản đồ này, nốt đồ làm sao biết nốt đồ các bạn, là thấp hơn đường kẻ thứ nhất có một gạch nhỏ ngắn đi ngang qua là nốt đồ rồi, rồi sát dòng kẻ thứ nhất là nốt rơi, rồi thấp nữa nè, có một gạch ngắn đi ngang qua nó thấp hơn đồ là xì. Hồi nãy mình nói các bạn thuộc bài nốt nhạc đó ha, cho nên là thấp hơn đô là xì, thấp hơn xì là. Như vậy làm sao biết được, thì đang mình các bạn nhìn nè, một dòng kẻ nè thì thấp hơn dòng kẻ đó, nằm ở dưới dòng kẻ là xì, đầu tiên hai dòng kẻ ngắn là, và thấp hơn nữa là sòn, thấp hơn nữa là phà, thấp hơn nữa là mì. Đó là những nốt thấp, các bạn cứ ghi ra, các bạn nhớ thấp hơn năm đường kẻ là những nốt tay. Còn cao hơn năm đường kẻ, cao hơn năm đường kẻ phía trên là nốt bổng đó, là đây là son ra khỏi đường kẻ thứ năm là son vào có một gạch đường kẻ đi qua gạch tiếp theo có một gạch là lá, xí, đố, rưới, mí, phá. Đấy, trước tiên là chúng ta làm quen những cái nốt nằm trong năm đường kẻ và bốn khe và nốt đồ, nốt rơi, những nốt mà bình thường nhất, thường thừa dở nhất các bạn, thì các bạn làm quen từ từ những nốt đó trước ha. Đó là những hình dáng nốt các bạn nhớ. Muốn nhanh, muốn phản xạ tốt thì các bạn về nhà muốn tập chép nhạc, các bạn viết 1-2-3 trang nó viết cho nhớ. Có năm đường kẻ bốn khe rồi những nốt phụ, dòng kẻ phụ nó là những nốt nào thấp hơn hoặc cao hơn là những gì ha. Đồ là có một gạch ngắn thấp hơn đường kẻ thứ nhất là đồ nè, thứ phiên rơi đó, không hồi nãy mình đã cho các bạn phải thuộc bài nốt nhạc là như vậy đó ha, thuộc đi, thuộc xuống, thuộc lên, thuộc lùi lại để biết được mình tính cái nốt cho nó đúng. Đấy là như vậy. Rồi bây giờ làm sao mình nhìn vô mình biết được đánh nốt là, nốt mì đây và nốt mi đây và nốt mí đây. Đấy, làm sao đánh được, làm sao biết được một nốt mí, một nốt mi thôi mà đánh được chỗ đó ha. Tại sao không đánh nốt mi đây mà đánh nốt mì, mà đánh nốt mì đây mà lại không đánh nốt mí đây? Đây là lời giải thích của mình đây cho các bạn hiểu nè. Như vậy là khi nào các bạn thấy nốt mi, nốt mi nằm ở đường kẻ thứ nhất, nằm ở đường kẻ thứ nhất đây, nốt mi nằm kẻ đường kẻ thứ nhất đây, thì các bạn đánh ở vị trí đây, mi đây, vị trí ở nốt mi đây. Còn nốt mi thấp là nó thấp hơn năm đường kẻ, là đánh ở trên thấp mi này. Còn nốt mi các bạn sẽ nhìn vô nằm ở khe thứ tư là nốt mí đây, khe từ là nốt mí nè đó, cho nên các bạn rất là bị lúng túng chỗ này, các bạn không biết đánh một nốt mí, bài hát đánh nốt mí nào, mi nào hay là mì nào hết đó. Nhìn vô các bạn bản nhạc các bạn thấy là nằm khe thứ tư là nốt mí, nó cao là nốt cao, còn nhiều nó thấp đánh nó thấp, còn cái nốt mi mà nằm chính giữa đường kẻ thứ nhất á, là đánh ở đây. Ví dụ mình sẽ tìm cho các bạn một bài hát để các bạn dễ hình dung ha. Ví dụ cái bài Đôi Bờ. Bài Đôi Bờ là như thế này. Đây, Đôi Bờ đây. Thì đầu tiên là nó có nốt mi. Đấy. Mi đây thì nằm ở dòng kẻ thứ nhất, thì mình đánh hồi nãy là dòng kẻ thứ nhất mình là chứ không đánh nốt mì nữa, không đánh ở dây sáu nữa, mà không đánh ở dây một nữa, tại vì đây là vị trí của nốt mi. Tới phiên đô là mình không đánh
mình không đánh nốt đồ đô đây, tại vì đó đô đây đồ thấp rồi. Và vị trí nốt mi đây, mình không đánh nốt đô này, lý do là nốt trên bài hát là nốt đồ nó thấp hơn nốt mi, cho nên bắt buộc mình phải đánh nốt đồ thấp hơn nốt mi. Mi nằm đây nè, thì nốt đồ thấp hơn nốt mi nằm trên đây. Đó là điều mình đang các bạn đang lúng túng, rất lúng túng không biết đánh ở đâu. Đây là như vậy. Đó là hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn về nhạc lý, về cao độ, các hình dáng, các nốt, hình dáng nốt nằm ở vị trí để các bạn đánh cho đúng nốt. Làm sao nhìn vô cho nó phản xạ cho nhanh, cách làm sao nhìn vô phản xạ cái hình nốt cho nó nhanh, đánh nó trên cây đàn cho nó đúng. Bài học hôm nay như vậy thôi. Còn sau này mình sẽ chia sẻ các bạn về trường độ. Hôm nay các bạn là nắm được cái hình vị trí nốt trên cây đàn và trên cái hình trên cái khuôn nhạc được cao độ. Rồi hôm sau, clip sau mình sẽ chia sẻ về tiếp tục nhạc lý. Bài tiếp theo là về trường độ nhịp phách cho các bạn nắm, làm sao bạn đánh cho đúng nhịp. Đây là cái căn bản dành cho người mới học và cái nền tảng cho sau này các bạn muốn chơi solo, muốn chơi điểm hát hay, muốn chơi nâng cao là các bạn bắt đầu từ bây giờ. Các bạn nắm vào cái nhịp về nốt nhạc, hình dáng nốt nhạc. Đó là cơ bản của các bàn mới học học đàn guitar, học nhạc lý ha. Rồi mình sẽ tạm dừng video clip tại đây. Chúc các bạn tập tốt và hiểu được nhạc lý để mà đánh được vị trí cân đối trên cây đàn cho nó đúng. Mình sẽ tạm dừng video đây. Hẹn gặp các bạn một video tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.